Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video clip để test công suất của chiếc máy điều hòa di động xách tay Zero Breeze Mark 2 này nhé. Và để test thì mình sẽ cắm chiếc adapter của máy điều hòa Zero Breeze Mark 2 qua một bộ đo công suất điện. Đấy, như mọi người thấy thì hiện nay khi bắt đầu cắm vào mà chưa bật gì cả thì công suất của nó khoảng độ 2W. Đấy, chắc nó để chạy một số cái đèn ở trong tủ. Đấy, mọi người có thể thấy đây. Ở đây nó có cái đèn đỏ đây. Thì chắc 2W này nó sẽ chỉ chạy những cái đèn rất là cơ bản thôi. Ok, bây giờ mình sẽ khởi động máy nha. Mình sẽ để chế độ turbo là chế độ làm lạnh nhanh, và để quạt là max cỡ 5 thì đảm bảo là nó sẽ chạy max công suất. Rồi, ok, bây giờ mình bắt đầu xem ha. Đó, nhiệt độ đây là nhiệt độ tại đo tại cửa gió ra này, hiện nay đang là giảm xuống còn 25 độ. Đó, gió ra thì rất là mát nha các bạn. Đó, thật sự đúng là như gió, đúng là gió điều hòa luôn, rất là mát. Ok, vậy là chúng ta có thể thấy rằng là công suất hoạt động của chiếc máy Zero Breeze Mark 2 này thì cỡ khoảng độ 240W nha các bạn. Nhà sản xuất hãng họ công bố thì là khoảng 250W, nhưng mà test thực tế thì nó khoảng độ 240W. Như vậy thì đây chính là chiếc máy điều hòa mà có cái lượng tiêu thụ điện thấp nhất mà mình có thể thấy được. Ok, và đây là chiếc Ok, và như vậy đây là chiếc máy điều hòa mà ta có thể thấy rằng là cái lượng điện tiêu thụ rất là thấp, chỉ có 240W thôi. Và nó rất là phù hợp cho những chuyến đi chơi, cắm trại ở những cái nơi mà chúng ta không có quá nhiều nguồn điện. Ok, và mình xin được kết thúc cái video clip test cái công suất của chiếc máy Zero Breeze Mark 2 tại đây. Nếu mọi người có câu hỏi nào liên quan đến chiếc máy điều hòa di động xách tay Zero Breeze Mark 2 thì cứ liên hệ với mình nhé. Xin cảm ơn.